Ok, về học đàn kalimba cơ bản phần 1 thì khi mà các bạn mới học kalimba các bạn cần phải lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là về cách cầm đàn, các bạn cầm làm sao cho ngón tay của các bạn thoải mái nhất thì hai bên ngón trỏ của các bạn sẽ để vào hai bên má đàn như thế này. Tiếp theo thì các bạn làm sao cho các ngón cỏ các bạn có thể di chuyển dễ dàng nhất, nó có thể là sang bên trái hoặc là sang bên phải như thế này nha các bạn. Đấy là về cách cầm đàn. Thứ hai là cách mà chúng ta sẽ để móng tay. Thì các bạn không nên để móng tay quá dài hoặc để móng tay quá ngắn. Các bạn để khoảng tầm 3-4mm như mình ở bên trên hình là được nha. Tiếp theo, thứ ba là cách mà chúng ta sẽ gảy các phím này như thế nào. Thì các bạn cần lưu ý nha. Thì chúng ta sẽ gảy cả phần thịt này lẫn phần móng. Thì chúng ta sẽ chạm vào như này nha các bạn. Chúng ta sẽ tiếp xúc thịt trước và chúng ta sẽ đánh móng sau, để cho âm thanh có thể là vang nhất và nó ấm nhất, chứ các bạn không nên là đánh mỗi móng tay hoặc là đánh mỗi phần thịt nha các bạn. Đánh mỗi phần thịt thì chúng ta sẽ đau tay, thì chúng ta sẽ kết hợp vừa thịt và vừa cái phần đầu móng thì chúng ta đánh trên đàn sẽ không bị đau tay nha. Và nghe âm thanh nó phát ra, nghe âm thanh nó tròn nhất và nó nghe nó êm tai nhất nha các bạn. Ok, và vừa rồi cũng là kết thúc phần học đàn kalimba cơ bản phần 1, và tiếp theo phần 2 thì chúng ta sẽ học với cách mà chúng ta đọc những ký hiệu ở trong một bản táp nha các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong video phần 2 nha.